Thông báo gần đây từ Vietnam Airlines cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group, bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, sẽ tăng cấp ưu đãi với gần 400.000 chỗ trống trên các đường bay nội địa trong khoảng thời gian cao điểm từ ngày 31 tháng 8 đến 5 tháng 9. Số lượng này tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với mức thông thường. Tại thị trường nội địa, nhu cầu đi lại chủ yếu tập trung vào các đường bay nối giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và nhiều hơn nữa. Vietnam Airlines đang thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình cầu cung, linh hoạt điều chỉnh lịch trình bay để đảm bảo khả năng đáp ứng cao nhất cho nhu cầu đi lại trong dịp kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Với sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu bay đến các điểm quốc tế, Vietnam Airlines Group cũng dự kiến mở bán hơn 155.000 chỗ trống trên các đường bay quốc tế. Số liệu này tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, dịch vụ mua vé được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường, bao gồm nhiều mức giá khác nhau để phù hợp với sự lựa chọn của hành khách. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé máy bay sớm thông qua các kênh chính thức để tìm được lựa chọn phù hợp về thời gian và giá cả dịp Quốc khánh 2/9. Trên các kênh bán vé trực tuyến, ngày 9 tháng 8, vé trên các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội xuất phát từ ngày 31 tháng 8 có mức giá từ 1,7 đến 2,1 triệu đồng. Các chặng như Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng giá từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng và Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc giá từ 1,1 đến 1,8 triệu đồng. Các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến, check-in để tránh tập trung đông người tại sân bay và tiết kiệm thời gian trong quá trình di chuyển. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo sẽ tăng thêm khoảng 11 đoàn tàu phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các đoàn tàu này sẽ đến các điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Hà Nội. Đồng thời, công ty sẽ mở bán vé cho các đoàn tàu chạy xuyên suốt hàng ngày từ ngày 31 tháng 8 đến 4 tháng 9. Chi tiết về việc tăng chuyến tàu như sau. Công ty cũng thông báo sẽ mở bán thêm vé cho các đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm đến trên khi lượng khách tăng trong dịp lễ Quốc khánh. Trong khoảng thời gian này, ngành đường sắt cũng áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, giảm 5% cho vé khứ hồi lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Ngoài dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, từ ngày 21 tháng 8 đến 30 tháng 8 và từ ngày 5 tháng 9 đến 27 tháng 12, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi với giảm giá lên đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể từ 5 người trở lên sẽ được giảm giá từ 2% đến 14% giá vé. Các hình thức mua vé khứ hồi cũng được giảm 10% giá vé lượt về. Công ty khuyến khích các tập thể mua số lượng lớn, bao gồm cả việc mua nguyên đoàn tàu. Họ cũng sẵn sàng lập tàu riêng với thời gian và giá cả thỏa thuận theo yêu cầu của hành khách.